đô thị làm ruộng, rễ rễ, đô thị huyền huyễn cổ đại xuyên qua, trong hàng trăm năm, Thư viện Vatican đã được đồn đại là có một bộ sưu tập bí mật về nguồn gốc của nền văn minh nhân loại. Giang Diên Niên, sau tướng quân, trong một lần chấp hành nhiệm vụ đánh mất lục thức, may mắn được con gái Giang Gia Giang Như Yên được cứu. Trường Xuân Quyết, công phu đại tiến, lại được kỳ ngộ, tu tập thái ất chân nhân chân truyền cổ lục, thôn phệ Phật tổ xá lợi trở thành truyền nhân Phật tổ từ đó trở đi là giáo hoàng Phật giáo và Ả Rập giáo. Từ đó về sau nhất hô bách ứng, dẫn dắt người Ả Rập thu thập tập đoàn Do Thái và Liên minh Anh Tác. Ở Florence, Thư viện cất giữ văn minh văn hóa được mở ra, cũng là vĩnh lạc đại điển hoa hạ ta mất tích mấy trăm năm. Thì ra, 500 năm trước, đội tàu trịnh hòa của đại minh ta đã hoàn thành vòng quanh thế giới, cũng tặng cho giáo hoàng một quả địa cầu ở Florence sự giàu có và tiên tiến của phương Đông đã khiến Vatican thèm muốn. Giáo đình phương Tây phái ra một lượng lớn gián điệp tôn giáo trăm phương ngàn kế thâm nhập vào Trung Hoa ta đánh cắp văn minh tiên tiến. Vĩnh lạc đại điển của đại minh ta bị hán gian do từ quan khải cầm đầu trộm không còn. Phương Tây thông qua phiên dịch văn minh hoa hạ ta nhanh chóng hưng khởi cái gọi là văn hóa phục hưng và từ đó đi về con đường chinh phục phương Đông. Đối mặt với Vĩnh Lạc Đại Điển khiến Hoa Hạ ta bị khuất nhục trăm năm, Giang Diên Niên lại không biết xử lý như thế nào. Chương 1 Lục Thức Tô Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Vào thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Tiểu khu trà trộn vào kẻ lang thang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Biến hóa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Tiền công tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Kỳ lạ đồng hồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Nhập học Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 8 Ngẫu vận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 9 Trọng thao cựu nghiệp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 10 Tên ăn mày bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test